Để cách lắp ban đa cấp, đầu tiên chúng ta cứ xếp theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5. Đây là cái thứ tự đã được đánh dấu đây, chân 1 này, chân 2, chân 3, chân 4, chân 5 mình xếp dàn sang hai bên. Sau đó chúng ta sẽ bắt cái thanh chéo này trước. Đó, thanh chéo này vào cái thanh số 1 trước, trên dưới. Sang luồn qua ba cái chân ở giữa. Một chân kia với hai chân đây nữa là 3. Thì bắt ở đây để cố định, khóa lại. Đó, xong rồi chúng ta bắt đầu đặt nắp lên. Đặt cái tấm nắp lên đây, đây mình đánh dấu này rồi. Đấy. Đặt lên sau đó là bắt ốc. Bắt ốc đây, lấy ốc đây, lấy ốc đây, xong rồi bắt từ dưới lên trên đó. Chủ yếu là cái bước đầu này là phải tư duy mới lại nắm được. Cứ xếp theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5. Xong bắt cái thanh chéo vào. Nhớ cái thanh chéo là phải đặt ở bên trong nhé. Thanh chéo phải đặt bên trong chứ không đặt bên ngoài nhá. Đây bên trong đây. Thì những cái chân ở giữa là phải để vào trong trước đi. Đó. Đấy, thì mọi người nắm được chưa? Đấy,